Dạ sư phụ, cho con hỏi là như thế nào thì được gọi là người có căn cơ sư phụ? Người có căn cơ là người thích hỏi. Con vậy đó. Nghĩa là con hiếu học, hiếu tu là con có căn cơ. Con ở xa mà ngày đầu tiên con nghe mấy clip huồn con về là con có căn cơ. Cũng giống như hồi xưa lúc mà mua cái núi này á, mẹ nói cha mấy vị nói á, là con mua để sau này con quy tụ lại những người có căn cơ về để mà giúp con, để mà lập hội Long Hoa. Thì con mà cũng có căn cơ đó. Con hỏi nữa. Không có căn cơ sao ngồi đậy con? Không có căn cơ con ở bên kia, con cần gì phải đi chờ chuyến bay rồi nắng mưa nóng lạnh cực khổ tới đây. Nhưng mà trong cuộc đời của mình á, con nên nhớ mình đi cái này nó có đầy ý nghĩa. Sau này á, ở phương trời nào, tất cả các đứa con họ Thiên hôm nay mà có duyên ngồi đây á, đều được các chư Thiên điểm hết. Cái gì đứng trong tường xung quanh đầy á, rất là đông á, chỗ mấy con số nhiều luôn. Rồi mình biết được cái đường hướng của mình, tương lai của mình biết được xung quanh mình toàn là người tốt, thiện trí thức. Thì trên online Hữu có dạy là mỗi sáng mình thức dậy khi mình đọc kinh, hay là mình bận, mình không đọc kinh cũng được, mình khám cha khám mẹ rồi lấy cái nước mình búng búng vô mặt á, thì mình lại cha lại mẹ xong, rồi mình khấn thêm mấy câu thòng nữa. Cho con hôm nay ra đường, người tốt tới gần, người xấu tránh xa. Đừng theo tà ma, đừng theo tà ma dẫn đường mình đi sai. Vậy khác là mình khấn câu đầu cho nó gọn nha, bỏ chữ tà ma hay gì đi. Tự đầu ông là người tốt tới gần, người xấu tránh xa là đủ rồi. Hãy người xấu là tà không đúng không? Mình chỉ nói vậy thôi, gán thuộc lòng cái đó. Là mỗi một ngày là mấy con đạt được trong cuộc đời á, mà rất là nhiều cái phiền phức, và có thể không đưa mình đi vào cái đường ma đạo, cũng nhờ cái câu thánh đó. Nghĩa là con gặp người tốt, nhiều lúc gặp người quý nhân, người ta giúp con giàu, dạy con biết bao nhiêu chuyện tốt. Gặp người xấu, nó dụ con cái là xong. Về là có thể lý dị với chồng của ông Trần nữa. Nó nhiều chuyện xảy ra đó, tại người xấu chuyện gì họ cũng làm được. Bữa nào tinh thần mình yếu, mình nghe lời là mình xong. Cho nên mỗi ngày mình đều có cạm bẫy á, thì mình phải gắn câu đó. Everyday chúng ta đều có thử thách khi bước ra đường nha. Hỏi đấy bé. Sư phụ cho con hỏi là thử này dễ thương. Mình giống như mình từ bi á sư phụ, mình làm như thế nào để từ bi đúng sư phụ? Giống như là con hay thắc mắc là nếu như mà mình thấy hai người đánh nhau đi, người A ăn hiếp người B đi, thì mình muốn giống như là mình cứu người B, nhưng mà mình đâu có biết được là cái nghiệp giữa hai người đó như thế nào. Nếu như mà người B bây giờ phải trả nghiệp cho người A, mà mình lại tới mình can ngăn như vậy, có phải là mình xen giữa cái nghiệp quả giữa hai người không sư phụ? Con làm theo cái tánh, cái chân tánh, cái tâm của mình. Cũng giống như con cầm một đồng, con cho thằng hôm lệch là cái tâm từ bi con cho nó. Mà con cứ nghĩ hôm lệch nó có cái nghiệp, nó phải chết đói thì không đúng. Nhưng khi con cầm một đồng, con cho thằng hôm lệch, con nói là tiền này cho mẹ ăn lên nè. Nhưng mà con bảo đảm, thưa phụ bảo đảm mấy thằng đó nó không có đói bụng, nó chỉ thích bia thôi đúng không? Thì nhưng mà khi cái tâm con đã phổ thách được cái tâm, và phổ thách được cái lời nguyện đó, nó sẽ nói yes đúng không, thì nó đã hứa. Còn cái chuyện nó làm sai chuyện của nó, còn hai thằng quýnh lộn, con vô con can là cái tâm từ bi của con. Nhưng mà nhiều khi cái nghiệp của con vô can lỡ hàng có dao nó lụi con trước á. Còn con thấy nhiều người bị can bị lụi trước không? Nhiều lắm đúng không? Thì khi mà mình thấy hai người đánh lộn, mình không đủ sức, mà mình không đủ tài, thì tốt nhất mình la làng. Bà con ơi! Chứ giờ con không đủ sức, con gái hay là người đàn ông nữa, bảo đảm lúc đó nóng nhau nó đâu có biết ai là ai.
Hãy có mặt nó quýt rồi đã cái tay nó là nó quýt hồi trước á. Cho nên cái chuyện đó là mình nên cẩn thận nha. Chứ bộ có nói nên hay không nên. Ví dụ con thấy hai người phụ nữ quýt nhau thì quả mai nếu tóc đồ bạn mình rồi mình kéo ra rồi á. Nó còn hai thằng đàn ông nó quýt con nhau vô là con xong. Nó làm cục độn cho nó đập. Cái vụ vậy nếu vậy cái người A đó người ta không có đòi được cái nợ thì người ta có quay qua người ta sẽ giống như là người ta không có đòi được cái người nợ của người B là kiếp trước đã thiếu người ta thì người, lúc này người ta sẽ oán hận tiếp luôn cả mình. Còn thí dụ cái đó nó không có đúng. Thí dụ cái nghiệp nó là gì? Cái nghiệp á, tiền kiếp. Thí dụ như cái người A họ giết cái thằng B thì cái thằng B đó nó chưa được đầu thai, nó lại dòng hồn, nó sẽ bám vô cái người A để mà nó tạo ung thư này ung thư kia để cho thằng đó chết thì là trả thù. Còn hai thằng quýnh lộn là do là hai thằng xỉn hoặc là hai thằng không biết tu quýnh nhau là do hai cái sân nó đuối với nhau. Chứ còn xả nghiệp nó không xả kiểu đó. Con có hiểu chưa? Xả nghiệp là một cái hình thức là cái người A đó là giống như đang lái xe mà có cái thằng kia đụng cái rầm, cái thằng A nó vô tư nó lái đúng, nó không có lái chật đèn xanh, nó lái đèn xanh mà cái thằng B á, là cái thằng đụng cái lái vượt đèn đỏ là xỉn rượu, mà cái thằng đèn xanh lại chết, còn cái thằng đèn đỏ vượt đèn đỏ không chết, thì cái là nghiệp riêng của cái thằng đèn xanh tự động nó chết, còn cái thằng đèn đỏ đó nó đụng nó xỉn nó lại mang một cái nghiệp mà là nó mang dùm cho một cái nghiệp của cái thằng kia chồng lên cái nghiệp của nó, hiểu không? Cứ nghĩa là giống như đến lúc cái thằng đèn xanh phải chết là phải chết, còn cái thằng đèn đỏ mà vượt đụng mà không chết thì là thằng đó nó không có ý, thì nó không có tội về mặt vô ý, nhưng dĩ nhiên nó phải ở tù về mặt đời của mình, nhưng nó lại xả nghiệp cho thằng đèn xanh, hiểu chưa? Khi là hai thằng mà cố ý giết nhau kìa, trên chiến trường thì không ai cố ý hết, thì trên đó là không có nghiệp. Cho nên tại sao trong bà Nguyễn Thị Bích Hằng phải không, bà nói chuyện với ông Linh đó, có một bên thì Việt Nam Cộng Hòa, một bên thì Cộng sản, hai ông qua bển hay sao bữa tao mày bển bắn nhau nữa, về tao mày làm bạn, đó là chuyện bình thường. Trong cái đoàn quân mà của Hùng Thiên Thông Núi nước mình á, của Đức Thánh Trần, của mấy vị ấy là cũng là những người nào lính cộng sản mà tốt là cũng là nhà Hùng Thiên Thông Núi nha, những người nào mà không tốt là cũng là đọa địa ngục, tuy là bên Cộng Hòa chứ không phải Cộng Hòa là chánh không đâu con. Cộng Hòa nhiều lúc cũng thổ tả lắm á, nhất là ở đây đó. Cái đó là cái hình thức, cờ vàng ba sọc đỏ là hình thức. Còn bên tốt bên xấu là do cái tâm, do cái người đó.